Cháu đang tập mà tăng chiều cao thì dường như là bị đau hơn bình thường. Thì cái này thì được bao lâu thì sẽ tập được và có đau nhiều không ạ? Dạ. Khi chúng ta tập thể dục cao thì chắc chắn cái xương của chúng ta nó sẽ kéo dài ra, thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm nhận là bị đau. Thì nếu mà muốn cao thì phải chịu chịu đau chứ, biết sao vậy. Cái điều đó là cái điều dĩ nhiên rồi. Nếu mà nó không không cao thì nó sẽ không đau, mà nó cao ra thì nó sẽ đau cho anh chị em. Nhưng mà theo những cái sự chia sẻ của các bạn đó thì nói là chúng ta cứ mỗi lần tăng tăng một lần là tăng một phân thôi. Một phân cao được một phân là chúng ta tăng thêm một phân nữa, cứ vậy mà chúng ta làm nó không có đau gì, nó đau hơi, hơi hơi thôi. Thì đó là cái trạng thái để nó kéo giãn phần xương ra, cái tế bào, những tế bào nó hoạt động theo cái ý muốn, nó đưa phần xương dài ra. Và chính vì vậy mà có nhiều người cao được 2 phân, 3 phân, 4 phân, và chú ý là có người cao được 5 phân là tối đa rồi, chưa có người nào mà cho chú biết là cao được 60 phân. 5 phân là có, lại có cho chú biết.